Thầy giáo bị khởi tố vì sờ đùi nữ sinh khi dạy thêm. Nam giáo viên ở Cà Mau bị nhiều phụ huynh tố cáo đã sờ vào vùng nhạy cảm của nhiều nữ sinh lớp 8, 9 khi dạy thêm tại nhà. Ngày 29 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Bình, Cà Mau phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng Sơn, giáo viên dạy hóa trường trung học cơ sở thị trấn Thới Bình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, tháng 5 năm 2018, nhiều phụ huynh đồng loạt tố cáo nam giáo viên có hành động vuốt ve, sờ đùi, sờ ngực nhiều nữ sinh lớp 8 và 9 khi dạy thêm tại nhà. 4 tháng sau, Công an huyện Thới Bình khởi tố vụ án. Hồi tháng 2, Công an huyện chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nhưng bị từ chối. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau sau khi xem xét hồ sơ khẳng định hành vi của thầy giáo dạy hóa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, việc Công an huyện Thới Bình khởi tố bị can là có căn cứ nên hủy bỏ quyết định không chấp thuận trước đó của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện.